Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ năm ngày 30 tháng 6 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa chiều qua đã tổ chức gặp mặt tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đến dự. SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 205 huy chương vàng và đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng. Trong đó, thể thao Khánh Hòa có tổng cộng 24 vận động viên, 2 huấn luyện viên được triệu tập và tập huấn trong các đội tuyển để chuẩn bị cho giải đấu. Qua tuyển chọn còn lại 9 vận động viên của các môn bóng chuyền, điền kinh và cử tạ được tham dự thi đấu SEA Games 31. Với thành tích đóng góp 4 bộ huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, thể thao tỉnh Khánh Hòa một lần nữa khẳng định tiềm năng, vị thế của phong trào thể dục thể thao của địa phương, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao tại tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong thời gian đến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen kèm tiền thưởng cho 7 vận động viên và 3 huấn luyện viên xuất sắc của tỉnh Khánh Hòa đạt thành tích cao tại SEA Games 31. Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo thêm về công tác chuẩn bị và mục tiêu đặt ra tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào tháng 11. Hội đồng Nhân dân thị xã Ninh Hòa khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ tư vào sáng nay. Kỳ họp thông qua báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng qua, các chỉ tiêu kinh tế chính của địa phương đều ghi nhận sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.500 tỷ đồng, vượt hơn 150% so với kế hoạch tỉnh giao. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cũng trong kỳ họp lần thứ tư này, các đại biểu đã nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Ninh Hòa và thông báo của Mặt trận thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ngoài ra còn thông qua 4 tờ trình và 6 nghị quyết. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công theo dõi, hỗ trợ các xã chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Diên Tân. Sau gần 10 năm nỗ lực phấn đấu, đến hết năm 2021, xã Diên Tân đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 4 năm 2022. Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã đã báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 tuyến kênh dẫn nước vào vùng sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đề xuất tăng thêm kinh phí hỗ trợ cho 2 thôn miền núi khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Ghi đề nghị xã cần rà soát lại toàn bộ tiêu chí theo chuẩn mới, quan tâm nâng cao chất lượng của các tiêu chí đã cơ bản đạt và chú trọng thực hiện tốt tiêu chí thu nhập, quan tâm hỗ trợ các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, nghiên cứu giải pháp để phát huy các thế mạnh về du lịch sinh thái núi rừng, văn hóa truyền thống dân tộc Sắc Lây. Ủy ban Nhân dân xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 trong chiều qua. Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đến năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cam Thành Bắc được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao. Là xã nông thôn mới nâng cao, bộ mặt của địa phương được đầu tư khang trang, giao thông đi lại thuận tiện, xanh sạch đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,25%, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay địa phương đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng tại lễ công bố, Ủy ban Nhân dân xã Cam Thành Bắc đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo hành động phòng chống ma túy năm 2022 được triển khai từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thị xã Ninh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường phòng chống ma túy, xây dựng xã phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, có phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với 27 xã phường, thị xã Ninh Hòa là địa bàn rộng, tình hình tội phạm về ma túy có chiều hướng ngày càng phức tạp. Hiện thị xã quản lý hơn 450 người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy, có 24 trên 27 xã phường có tệ nạn ma túy. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thị xã đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khám phá, phát hiện 16 vụ liên quan đến tội phạm về ma túy.
thị xã Ninh Hòa đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022. Tổ chức tuyên truyền cho người dân tích cực tham gia trong công tác phòng chống ma túy, tuyên truyền cho các người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy là mạnh dạn đến các cơ quan chức năng cũng như là đến các điểm hỗ trợ và tư vấn, phát huy vai trò và chức năng nhiệm vụ của cộng tác viên và đội hoạt động xã hội tình nguyện của thị xã cũng như là đội kiểm tra liên ngành 178 trong công tác quản lý, nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng, tổ chức là dạy nghề, là tìm việc làm để tạo việc làm cho người sử dụng ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Công tác phòng chống ma túy vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân. Phường Ninh Hiệp là trung tâm của thị xã Ninh Hòa, với 18 tổ dân phố, trên địa bàn phường có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, các loại tội phạm, nghiện ma túy phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Phường đã chủ động phối kết hợp với các lực lượng, trong đó có đội 24, đội công tác xã hội tình nguyện, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Ủy ban phường cũng có cái chủ động là chỉ chủ trì phối hợp với mặt trận đoàn thể, với các cơ quan quỹ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đặc biệt chỉ đạo cho lực lượng công an là bám sát địa bàn. Đội 24 hầu hết là anh em kiêm nhiệm, tuy nhiên cũng để rất là nhiệt tình phối hợp với công an tham mưu cho ủy ban nhân phường xây dựng các kế hoạch triển khai. Đội cũng như là công an cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện để xử lý nghiêm các đối tượng. Phường Ninh Hiệp còn là một trong hai xã phường của thị xã có mô hình điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng. Một nhân viên y tế vừa làm chuyên môn, vừa phụ trách quản lý các đối tượng cai nghiện, nghiện ma túy. Công tác tiếp cận tư vấn cho đối tượng gặp nhiều khó khăn, gần như khó thực hiện được qua điện thoại. Được sự hỗ trợ của đội 24, tổ dân phố, họ đến tận nhà để tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ đối tượng. Trong thời gian qua, thì đội 24 vẫn kết hợp với điểm tư vấn của trạm để mà thực hiện tiếp cận đối tượng và tư vấn đối tượng. Tôi mong là các đội 24 và các bảo vệ của tổ dân phố phối hợp với điểm tư vấn để tiếp cận đối tượng được tốt hơn, quan tâm đến đối tượng được sâu sát hơn. Đội 24 đã tham mưu cho địa phương, thông tin cho công an về tình hình trên địa bàn. Đội phân công thành viên quản lý rà soát, lập danh sách người có nguy cơ nghiện, nghi tái nghiện, theo dõi phát hiện các đối tượng mua bán chất gây nghiện, tổ chức tiếp cận, tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho người nghiện, người sau cai nghiện. Thời gian qua, địa phương đã tạo điều kiện cho họ được hỗ trợ vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, con số này chưa nhiều. Đối với công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nói chung về công tác phòng chống ma túy và mại dâm nói riêng thì lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trên địa bàn phường Ninh Hiệp. Qua đó thì cũng có phối hợp với đội 24, các tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn ủy ban dân phường, các tổ dân phố, các đội dân phòng cùng nhau phối hợp để phòng chống tệ nạn xã hội. Rất là mong cấp trên về thứ nhất là hỗ trợ về kinh phí, trang bị về công cụ hỗ trợ, rồi có chế độ bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia phòng chống tệ nạn trên địa bàn phường. Ninh Hòa đang cùng toàn tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trong đó chú trọng vào phòng ngừa, tuyên truyền các biện pháp cai nghiện có hiệu quả để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo không để xảy ra tình trạng phức tạp về ma túy trên địa bàn thị xã vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Sáng nay, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 3 bậc đại học và khóa 45 bậc cao đẳng. Khóa 3 bậc đại học và khóa 45 bậc cao đẳng của Đại học Khánh Hòa có 555 sinh viên theo học ở 17 ngành và chuyên ngành đào tạo. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, triển khai các biện pháp phù hợp để hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch năm học đề ra. Kết thúc khóa học, hai bậc học có 302 sinh viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp. Dịp này, 14 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 cũng được lãnh đạo nhà trường khen thưởng.
Thống kê từ Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, đến nay toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho 636 trên 700 tàu cá, đạt tỷ lệ 90,8%. Hiện vẫn còn 64 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên chưa được kiểm tra cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên nhân của tình trạng này là do một số tàu cá khai thác các loại thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ ở các thị trường nhỏ lẻ, không cung cấp cho các thị trường xuất khẩu, nên chủ tàu không có nhu cầu đăng ký cấp giấy chứng nhận. Mặt khác, do tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều tàu cá nằm bờ nên chưa thực hiện đăng ký thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm. Để hỗ trợ bà con ngư dân nhanh chóng hoàn thành các thủ tục giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, các đơn vị chuyên môn đã chủ động phối hợp với các địa phương ven biển, tiếp tục tuyên truyền cho ngư dân nắm bắt được tầm quan trọng của giấy chứng nhận này trong việc xuất khẩu thủy sản, đồng thời nhắc nhở ngư dân thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tương đối ổn định. Tuy nhiên, với lượng lớn tàu cá, tàu du lịch và tàu hàng hoạt động thường xuyên, cùng với thời tiết trên biển diễn biến khó lường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa vẫn luôn tồn tại. Chính vì vậy, giữ vững an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng biển, bến tàu, bến cá là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quan tâm thực hiện. Tính từ năm 2017 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã huy động gần 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn, gần 200 lượt phương tiện gặp nạn trên khu vực biên giới biển đảo. Riêng trong năm 2021, các đơn vị trực thuộc đã cứu hộ thành công một tàu cá địa phương với 6 người dân, một tàu chở hàng quốc tịch Mông Cổ cùng 17 thuyền viên và một tàu chở hàng quốc tịch Liberia, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thuyền viên. Để thực hiện việc cứu hộ cứu nạn trên biển, khi có các cái thuyền viên bị nạn ở khu vực biển xa thì lực lượng biên phòng là phối hợp với cái lực lượng của tàu xa trung tâm cứu hộ khu vực 4 ra tận nơi để cứu giúp đưa các thuyền viên thủy thủ trên tàu vào bờ để bước đầu là sơ cứu ngay tại chỗ và đưa về bờ một cách nhanh nhất để cấp cứu. Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng tích cực hỗ trợ ngư dân nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro về tai nạn giao thông trên biển, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy. Mỗi tàu cá trước khi ra khơi đều được kiểm tra, đảm bảo các thiết bị an toàn cũng như hệ thống thông tin liên lạc. Ngoài ra, hệ thống đại canh thông tin tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa hoạt động 24/24 giờ, thường xuyên giữ thông tin liên lạc chặt chẽ với các tổ tàu thuyền tự quản, chủ phương tiện và thuyền trưởng để nhanh chóng cảnh báo những thông tin thời tiết bất thường, hướng dẫn người dân không đánh bắt ở những vùng biển bất hợp pháp. Khi có sự cố đâm va, tai nạn xảy ra thì nhanh chóng hướng dẫn cách khắc phục và thông báo các tàu hoạt động gần đến ứng cứu. Đồng thời cũng nắm tình hình trên biển, đặc biệt là về tình hình tàu lạ xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, kịp thời báo cáo lên cơ quan chức năng để xử lý. Ngoài cái nhiệm vụ tiếp nhận các cái thông tin cứu hộ cứu nạn của ngư dân trên biển thì đài canh tìm kiếm cũng có cái nhiệm vụ nữa là theo dõi đường hướng đi của bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm, đồng thời là thông báo cho bà con ngư dân là chủ động theo dõi cái đường hướng đi của bão và áp thấp nhiệt đới để có cái biện pháp là phòng tránh cho nó hiệu quả. Em biên phòng người ta nói thì mình phải nhận thức và mình đi tuân thủ theo. Thực hiện chỉ đạo cơ động nhanh, hiệp đồng tốt, cứu người trước, cứu phương tiện, tài sản sau và bốn tại chỗ. Các đội tàu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm khí hậu, thủy văn của từng khu vực biển được phân công, sát với thực lực và khả năng của đơn vị, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống cứu nạn, thường xuyên huấn luyện, luyện tập các phương án tình huống cứu nạn, nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trên tuyến biển quản lý. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.